Mitsubishi Triton đời 2020. Hôm nay thì chủ xe đến đây để quyết định nâng cấp cái gói Bullet Platinum. Thì ngày hôm nay em cùng bác sẽ cùng nhau phân tích xem cái năm 2023 rồi ở thời điểm hiện tại thì việc chúng ta độ đèn cho những chiếc xe như thế này thì liệu có ảnh hưởng gì đến đăng kiểm không các nhá. Và các bạn, đầu tiên thì trước khi nói đến cái vấn đề đăng kiểm thì chúng ta sẽ cùng bàn luận với nhau tại sao mà chiếc Triton này thì đã có bi rồi nhưng mà chúng ta lại vẫn phải độ bi LED các nhá. Thì bản thân chiếc xe Triton này có bi nhưng mà hệ thống bi của nó là bi halogen các bác. Bi nhưng vẫn sử dụng cái công nghệ bóng halogen cũ như thế này thì ánh sáng cho ra nó tương đối là kém. Nó chỉ có một cái gì đấy, nó có một cái đường cắt và nó gom sáng một tí thôi. Tuy nhiên là về cái cường độ chiếu sáng cũng như là độ rộng của nó cũng không thể đáp ứng được các bạn. Chính vì vậy với một chiếc xe như này chúng ta thường xuyên di chuyển trong điều kiện thời tiết nó hơi kém, hơi xấu một tí thì nó sẽ không thể đáp ứng được nhu cầu đi lại các bạn. Chính vì thế hôm nay bác chủ xe đến đây để nâng cấp gói Bullet Platinum ở bên em. Gói Bullet này thì nó có nhiệt màu là 5000 và số chip LED là 9+3 và độ sáng là 15000 lux các bác, cực kỳ sáng. Và chắc chắn rồi, bi độ này của chúng ta thì vẫn sẽ có những cái đường cắt để không gây chói mắt người đối diện đâu nhá. Chúng ta sẽ đến với cái câu chuyện đó là độ bi thì liệu có thể đăng kiểm hay không. Thì với những chiếc xe như chiếc Triton này các nhá, thì vốn dĩ chúng ta đã có một cái bi như này thì cái việc mà chúng ta thay thế bằng một quả bi khác như này thì chúng ta hoàn toàn có thể đăng kiểm được. Bởi vì chúng ta đã có một cái văn bản bổ sung đó là khi mà chúng ta thay đèn, nếu như không thay đổi kích thước của bóng đèn thì vẫn sẽ đăng kiểm được các nhá, với bi pha. Thì như vậy là chúng ta có thể hiểu là như này. Nếu như mà với những chiếc xe mà đã có bi nguyên bản thì chúng ta cái việc chúng ta thay bi khác vào vị trí của thay bi khác vào vị trí của bi đó thì chúng ta vẫn có thể đăng kiểm được các bạn ạ. Khi mà chúng ta thay thế một cái bi khác vào cái vị trí của bi nguyên bản thì chúng ta cần phải đảm bảo những yêu cầu, thứ nhất là nó phải chắc chắn các bạn. Đầu tiên là phải chắc chắn đã. Và tiếp theo đó là ánh sáng nó phải chuẩn. Ánh sáng chuẩn thì sẽ không gây chói mắt người đối diện khi chúng ta đi đèn cốt các bạn nhá. Ở đây bọn em đang đặt cái quả bi Platinum lên chiếc xe này đây. Thật ra thì bọn em đã cố định các cái khớp này nó toàn là bằng đinh vít rồi các bạn. Tuy nhiên để nó chắc chắn hơn thì chúng ta vẫn phải thêm một lớp keo như này. Keo này là keo hai thành phần thôi nhá. Keo hai thành phần và keo này là keo dán sắt đấy các bạn. 2-3 tiếng thi công thì cửa am đã hoàn thiện đặt cái bộ bi LED Platinum cho chiếc Triton này xong rồi các bạn. Đây bọn em đã hoàn thiện. Cái bi LED của nó nằm đúng giữa với cái vị trí bi của ban đầu các nhá. Chúng ta đặt được một bi chuẩn như thế này. Đây các bạn. Thì nó sẽ đảm bảo về mặt thẩm mỹ các bạn. Bây giờ nó hơi tối rồi, nhưng các bác cố gắng xem cho em nhá. Nó sẽ nằm lọt vào đúng tâm giữa luôn. Và chủ xe hôm nay thì lại không chọn lắp thêm mắt quỷ các bạn, bởi vì bác chủ xe cũng không thích mắt quỷ lắm. Đây các bạn. Cái bi mới nằm lọt đúng giữa luôn các bạn. Đây, đảm bảo về mặt thẩm mỹ nhìn rất là đẹp, nhìn như zin luôn các bác ạ. Bây giờ em của bác test thử ánh sáng của cái con Platinum này một tí xíu các bác nhá. Cái bộ Platinum hoàn thiện lên Mitsubishi Triton các bác nhá. Thì bác thể có sát trên video đây. Đây là ánh sáng cốt của nó, với cái nhiệt màu của nó là 5000 thì cái bộ ánh sáng của chúng ta cho một ánh sáng nó ngả vàng các bác. Ánh sáng ngả vàng này thì sẽ giúp chúng ta đi di chuyển trong điều kiện thời tiết xấu nó sẽ an toàn hơn và bám đường hơn các bác nhá. Đây pha đây các bác. Lên pha với chiếc xe này thì chúng ta lại có cả pha zin của vân giữ zin mà các bác, nó của ánh sáng của halogen nên là nó sẽ càng vàng giúp chúng ta bám đường rất nhiều các bạn. Và đương nhiên rồi, Platinum có một cái cuồng tròn ở giữa các bạn, thể quan sát đây, cuồng tròn này giúp cho ánh sáng nó gom hơn và nó sẽ sắc nét hơn các bạn nhá. Đá pha cực nhanh luôn các bạn. Ok các bạn, thì trên đây là clip của em chia sẻ nhanh về cái bộ Platinum hoàn thiện cho Mitsubishi Triton. Có nhu cầu lắp đặt thì em xin mời các bác liên hệ qua số hotline của em các nhé. Clip em xin tạm dừng tại đây thôi các bạn. Em xin cảm ơn các bác.